Chào toàn thể quá nhé. Hôm nay em sẽ liên lạc với ít máy cho các bác lựa chọn. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 11. Đấy, video ngày mùng 3 tháng 11. Cái giá em báo đây là chưa có phí ship nhé. Phí ship mỗi đơn hàng là 30.000. Đấy, bác nào chốt thì em tính mỗi đơn hàng là 30.000, nhưng thực tế là mỗi con máy này ship đi nó phải hơn 30.000, nhưng tính với các bác 30.000 thôi. Đấy, đầu tiên đây em có một con Shimano Ultera đây. Shimano Ultera XT 3.000. Con này size thực 3.000 này. Cước số 3 vào 150 m. Đấy, con này ABS này. ABS. Ngoại hình có chảy xước này. Đấy, có chạy xước nhưng mà hoạt động ngon lành. Đặt cước ok này. Bùin sống. Con này ratio của nó tầm 5.1. Nó không ghi đây nhưng mà nó cũng đo thử 5.1. Tay quay đôi. Đó. Con này các bác nào mà không quan trọng về ngoại hình ấy, thì lấy con này được này. Giá nó cũng mềm không? Con này mã số 1, con này hàng Japan nhé. Hàng mới in Japan, con này mã 1. 550k. 550 có một con Shimano Ultera XT 3000 tay quay đôi. Con này lua nước nó quá là ngon lành. Tiếp theo là số 2. Số 2 đây em có con Ryobi Sinot SS 3000 ZMT này. Con này size thực 5000. Cước số 5 vào 150 m. Con này ratio 4.4. Hoạt động ngon lành. Cốt chặn ok này. Bùn sống này. Gạt cước ok này. Ngoại hình còn tương đối là đẹp. Hình con này rồi còn khá đẹp nhé. Ryobi Sinot thì hàng chất lượng rồi. Con này made in Japan. Con này em bán 420k. Mã số 2. K size 5000. Quá là rẻ. Tiếp theo mã 3. Mã 3 đây em có một con Daiwa Pro Shooter Made in Thái Lan. Con này ABS này. ABS này, con này size 3000. Daiwa Pro Shooter 2500 size thực 3000. Cước 3 vào 150 m. Ratio 5 chấm. Máy. Con này cái chân của nó bằng nhôm nhé. Cái chân này chân kim, cái thân máy này là thân kim loại này, không phải là thân nhựa đâu. Đấy, rất là cứng cáp, chắc chắn. Khối kim loại. Giữ gà kêu này. Có cái tay quay này nó mất cái miếng cao su đây này. Nó mất cái miếng cao su bọc đây này, vẫn sử dụng bình thường, nó không ảnh hưởng gì. Này bán 500 30k. Mã 3 530.
Giá em báo đây chưa bao gồm phí ship nhé. Bác nào chuyển khoản thì em bao ship. Các bác cứ tin tưởng chuyển khoản là bữa được đỡ được mấy chục nghìn tiền ship. Lừa lừa nhiều lừa lọc gì chả lừa lọc thì các bác vài trăm nghìn. Chả giải quyết vấn đề gì, ăn không ăn được, nuốt không nuốt được, nghẹn chết toi hết. Người ta đang bán Facebook có những ông chả biết cóp ảnh có biết ở đâu mà đăng lên rồi kêu đặt cọc đặt kiếp cọc xong mất hút đấy. Nhiều bác cũng không gọi là chả biết là tham rẻ hay thế nào chưa có kinh nghiệm thì không biết, nhưng mà cọc phát xong là mất hút. Nên các bác cứ yên tâm, hàng em chuyển khoản các bác được bao ship, bán hàng uy tín cho các bác luôn. Con này là mã số 4 này, mã 4 con này Ryobi Ekushima SS 3500Z. Con này size thực 6000, thước 6 vào 160 m. Thước 6 vào 160 m này. Con này nó tải 17 lb. 17 lb là nó vào tầm 8 kg, 89 kg, 89 kg. Với chiều dài cước là 180 m cước là nó tải được 17 lb. Con này ratio 4.7. Hoạt động với êm mượt. Con này chạy trục đôi, ngoại hình còn khá là đẹp. Hàng này made in Japan này. Ngon lành, pin sống này, lạt cước ok, đổi tay trái phải bình thường. Con này mã 4, 550k. Máy còn rất là đẹp. Con này tầm 85%. Hoạt động mượt mà, quay nhẹ phát một tít to luôn. Tiếp theo mã 5 này có con Daiwa Silverline 2000. Con này size tầm 7000, 7500, cước 7 vào 190 m thì size tầm 7000, 7500. Win sống rồi, đạt cước ok. Ship cái gì đâu, kiểm tra lại. Nó cọ cối cả cả cối. Cái này bác nào lấy mai em sẽ kiểm tra lại xem là cái cối nó cạ chỗ nào, em chỉnh lại. Đấy. Này nó kêu két két bằng cái tay quay này. Đấy. Con này size được 7000 ratio 4.7. Chụp chặn ok này, gạt cước ok này. Và hình máy này. Japan này, tay quay hơi xấu rồi, lăn cước thì ngon lành này, mô bin sống, size 7000, 7500, con này bán 480k, mã số 5. Cái con này bác nào lấy cái con này bay em sẽ chỉnh lại cái cối xem là nó cạ chỗ nào, nó cà chỗ nào.
nó bị cả cái lò xo ấy cối này, nó thò xuống tí, mai đi một tí là hết. 35 480k. Tiếp sau đây, theo đến mã 6. Mã 6 nên có con Olympic Zun 93. Con này quay tay phải nhé. Con này quay tay phải, hoạt động êm mượt, cốt trợ lực. Đấy, con này cốt trợ lực này, mô-bin của nó chỉ xoay được một chiều tiến chiều xuôi này, không xoay ngược lại được, nó có cái cá hãm. Nó cá hãm giảm lực cối. Cốt trợ lực này, trợ lực dây này. Đấy, size tầm 10.000. Đấy, bác nào mà chơi được tay phải chơi con này quá là ngon, quá khỏe luôn, cả trâu cả bò. Nó chạy hai cái nhông, nó có hai cái bạc đạn ở trong cái nhông chạy lên chạy xuống này, cái nhông đẩy cối này. Con này có chống nước, có răng răng chống nước vòng quanh máy này. Nước nên là nước không vào trong này được. Con này 420k, mã số 6. Tiếp theo mã số 7. Mã 7 đây có con Olympic 93. Con này Olympic Super 93 này. Con này size 10.000 này. Con này cước số 10 vào 200 m. Nó size tầm 10 11.000. Con này cũng chết tay phải luôn nhé. Con này quay tay phải này. Con này cối còn rất đẹp này. Cối kim loại. Ratio 3.9. Con này nặng 595 g. Ratio 3.93. Gần được 4 chấm. Hoạt động ngon lành. Con này có cốt trợ lực luôn. Đấy, con này cốt trợ lực, xoáy cái này ra, vặn cái nắp ra là có cốt trợ lực trong này nhé. Con này mã số 7, 300k. Con này quay tay phải không đổi tay đúng không nhé. Mã 8 đây cũng có con Daiwa Sport No 1. Daiwa Sport No 1 con này size thực 10.000. Cước 10 vào 175 m, cước 12 vào 150 m. Đấy, size thực tầm khoảng độ 11 12.000. Tính đủ size 150 m nó được 12.000. Nhưng tính 10.000 thôi. Cước 10 175 m tính 10.000 thôi. Hoạt động êm mượt. Win sống này. Hoạt động êm mượt và trước ok này. Ngoại hình máy đây. Con này là màu 3D nhé, nó thay đổi theo góc nhìn đấy, thay đổi theo góc nhìn và thay đổi thì ánh sáng tối và ánh và ngoài nắng nó cũng khác nhau. Con này Daiwa Sport No 1, size 10.000, ratio 4.7, chạy hai bạc đạn, hoạt động mượt mà. Này em bán 750k. Mã số 8. 750.
Tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 này. Mã số 9 này em có con Daiwa Sport No 4. Con này mẹ em lên rồi, không có bác nào chốt. Con này size thực 14.000, cước 14 vào 180 m. Con này ratio cũng 4.7, chạy 3 bạc đạn. Hoạt động mượt mà. Cái này là tiếng gió nó quẩn trong cối nhưng không phải xào trước đâu anh. Đấy, con này có cốt trợ lực này. Đấy, cốt trợ lực nó nằm trong này nhé, nằm trong cối này. Đấy, khóa cái cối như vào, nó không rút được ra nữa. Ngoại hình nhỉ. Đấy, con này cũng màu 3D nhé, như con Sport No 1 nhé. Bác nào làm luôn một cặp này về trưng đẹp. Size 14.000. Cốt trợ lực. Con này em bán 1 triệu mốt. Mã số 9. 1100. Con này 1 triệu mốt nhé. Rất là đẹp luôn. Chất lượng. Cạo thoải mái, không vấn đề gì. Tiếp đến là con số 10. Số 10 ở đây có con Daiwa ST, Daiwa Sprinter ST 5000S này. Đấy, con này bản gôn này. Bản gôn. Có chảy xước này. Có chảy xước này. Cối còn rất là đẹp luôn. Con này cước 8 vào 230 m, con này size 10.000. Tay quay sáng bóng này, tay quay sáng bóng, chỗ này cũng sáng bóng luôn này, hoạt động êm mượt. Con này ratio của nó hơi thấp, con này dùng để cạo khỏe. Con này ratio 3.2, dòng này dòng bạo lực, trợ lực cước này. Trợ lực lăn cước ratio 3.2, dòng này tạo bạo lực này. Size 10.000. Ngoại hình máy có chảy xước nhé ơi. Đây, chảy xước này. Nói chung là còn khá là đẹp, nó máy bãi. Rồi máy bãi con này cũng còn tương đối đẹp. Mã 10. Mã 10 thì 850k. Ratio 3.1. Sprinter 5000S bản gold. Tiếp theo là mã 12. Mã 12 đây, con này nó lên rồi đây. Con này là con Shimano Amperjack 7000 EX ES 7000 ES. Con này có 3 tuner này. Đấy, khóa 3 tuner này. Khóa không 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 vặn được cối này, xả này. Đấy, xả cối. Đấy, con này 3 tuner nhé. Đuôi chuột. Đuôi chuột. Con này hai chế độ xả nhé, khóa chặt đuôi chuột vào, xả trên cối này. Đấy, vẫn chạy bình thường. Cốt trợ lực. Đấy, cốt trợ lực này, lưỡi gà lưỡi gấc bên trong. Dòng này nó thiết kế là hai chế độ xả.
này là đẳng cấp rồi. Đây là Rafio 3.3 này, trợ lực cước này, cốt trợ lực này. Máy khá là dài. Máy khá là dài. Đây, Tua 3.3 con này size 12.000. Cước số 10 vào 220 m này. Size 12.000. Nó tải được 25 lb với số cước là 240 m cước. Đấy. Trong số hạ trong khoảng 240 m cước thì nó tải được 25 lb, 25 lb là nó tương đương với tầm khoảng độ 12 cân. 12 kg. 12 kg với 240 m cước. Và 240 m cước này thì phải vào cước số 8. Cước số 8 nó mới tương đương thế. Nhưng mà nếu mà vào cước to hơn thì nó sẽ tải khỏe hơn nhiều. Rapio 3.3 size 12.000. Con này 1,5 triệu, mã 11. Con này 1,5 triệu, không ai bán con này 1,5 triệu luôn, nhưng mà thật các bác thấy. Đố các bác tìm đâu được ai bán con này 1,5 triệu. Hôm qua xem livestream có bác bán cái con 9.000 không có ai tuner. Bị vỡ nắp cối này. Đấy, bác ấy đăng à, bác ấy like 2,2 triệu. Mà cái con 10 cái con 9.000 đấy size của nó chỉ có 15.000 thôi. Cái con đấy cước 14 nó vào được 150 m. Thì size nó cũng 14.000 thôi. Bác nghi like bác bán 2,2 triệu rồi đấy, mà có chày xước che chét cả chứ không phải là đẹp, không có bay tuner, cái dòng của bác đấy không có bay tuner mà bán like 2,2 triệu. Cái con này em bán cho bác 1,5 triệu, 1,5 triệu. Con này mà bác không mua nữa thì không biết là các bác mua con máy gì. 1,5 triệu full kim loại 2 chế độ xả, có bài tuner, cốt trợ lực cước. Tiếp theo đây có một con Daiwa SS 9000RD này. Con này đuôi chuột, có bài tuner luôn này. Đấy. Con này có bài tuner ấy. Xả mô bin này, khóa vào tiết xả này, tắt tiếng này, bật tiếng này. Tai wireless con này size thực 16.000, cước 16 vào 170 m, cước 18 vào 140 m, cước 20 vào 125 m. Con này size thực 16.000, Tai wireless. Con này mã 12, mã 1,7 triệu. Con này đẳng cấp rồi, Lazio 3.2. Tiếp theo, đây là con Daiwa SS 10.000 LDS này. Con này hôm nọ em có một con em bán rồi, em mới lấy về thêm một con nữa. Con hôm nọ nó mất một cái tem này. Đấy, con này đầy đủ tem màng. Con nọ 1,3 triệu này. Con nọ 2,3 triệu. Vẫn còn nguyên tem Nhật này. Tem đánh dấu Nhật này. Con này nguyên zin chưa chạm ốc này. Con này mới về. Đây, nó siết pin đây nhé. Đây, nó siết mô bin này. Gạt lên gạt xuống siết mô bin này. Con này size thực 20.000. Cước 20 vào 180 m. Size thực 20.000. Lăn cước titan này, trợ lực cước này, cốt trợ lực này. Đấy.
đẳng cấp luôn. Size 20.000 ratio 3.2. Đoạn trên này là bằng nhôm, thân dưới carbon. Con này em bán 2 triệu 3, máy đẹp long lanh luôn. 2 triệu 3, mã 13. Ở trên đây là em có 13 con máy, bác chốt con nào thì liên hệ với em qua số điện thoại 0969113285. Có thể kết nối Zalo với em cũng số 0969113285 nhé. Những con máy dòng trên 1 triệu này bác nào chuyển khoản em sẽ bớt cho các bác 50.000 bao ship, và bao ship cho các bác luôn. Nên như những con này, còn này 2 triệu 3 thì các bác nào chuyển khoản còn 2 triệu 250.000 bao ship. Tất cả những con máy trên 1 triệu bác nào chuyển khoản em sẽ bớt cho 50k và bao ship. Để các bác đăng ký kênh và ủng hộ em nhé. Chào toàn thể các bác.